Mến chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả nha. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2023. Sáng sớm hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Đình 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Thì sau một đêm thi công thì mình thấy là ở cầu Mỹ Đình 2 cũng có rất là nhiều sự thay đổi. Thì trong video này thì mình sẽ cập nhật từ cái phần đường dẫn của Vĩnh Long rồi tới cái trụ T17, 16 và 15, 14 qua cái phần đường dẫn của Tiền Giang cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì mình thấy là ở công trường của công ty Thường 2 các anh công nhân kỹ sư lên làm việc rất là đông vui nhộn nhịp luôn. Thì bây giờ mọi người thấy là những cái xe cẩu, những cái xe chuyên dụng đang di chuyển đến cái nơi làm việc để mà tiếp tục thi công ngay tại trụ T17 và ngay tại khối dầm K13, K14. Đây, ngay tại vị trí này thì nhìn rất là hoành tráng. Thì hôm nay thì các anh đã trượt xe đúc của khối dầm K14 ra và đang tiến hành lắp những cái khung màu đỏ đỏ, màu xanh xanh rất là to để mà giữ lại cái phần xe đúc phía bên dưới. Thì ngay tại vị trí của trụ T16 và T17 thì sẽ còn một cái khoảng 1,5 m nữa thôi là mới kết nối được với nhau. Nên là ngay cái khoảng đó thì nó còn trống, nên là các anh sử dụng những cái khung màu đỏ đỏ, màu xanh xanh này để mà giữ lại những cái phần xe đúc phía bên dưới. Do là xe đúc rất là nặng, tới khoảng 250 tấn. Nên là các anh phải giữ lại rất là kỹ lưỡng nè. Mọi người xem nè, các anh đưa những cái thanh ba, những cái thanh thép rất là to lên cái khung này nè, để mà giữ lại phía bên dưới nè. Rồi các anh xuyên lên, xuyên xuống rất là nhiều nè. Ngay tại vị trí này thì chuẩn bị cho hợp long cái nhịp biên phía bên trong bờ, và các anh công nhân kỹ sư của đơn vị cáp dây văng thì tạm thời là không có kéo cáp dây văng số 14 được, thì phải chờ hợp long trước thì mới tiến hành kéo cáp dây văng số 14. Do là ở trụ T17 thì những cái ụ neo của cáp 14, 15, 16 là nằm ở trụ T17, nên là từ có dầm K13 qua thì phải hợp long trước. Rất là gần nhau, ba cái bó cáp 14, 15, 16. Hôm nay thì các anh đã tháo ván khuôn, rồi những cái vách ngăn đầu này kia đó thì các anh tháo ra hết rồi, nhìn rất là đẹp. Và cáp dưỡng lực hình như là các anh cũng luồn xong rồi cả nhà. Mấy hôm trước thì các anh luồn cáp rất là nhiều ở đây, cáp dưỡng lực tới 20 bó cáp thì phải, rất là nhiều. Luồn trên mặt cầu, luồn xuống đáy, rồi từ đáy rồi luồn lên giống như hình chữ U vậy đó. Quá trời cáp dưỡng lực ở đây. Ngày hôm qua thì mình thấy là các anh đã đổ bê tông ở trên bằng thẳng cái mặt cầu rồi. Do là ở trụ T17 lúc trước là còn hai cái giống như hai cái trụ đưa lên gì đó, hai cái chỗ mà sắt mà đưa lên đó để mà luồn cáp đó. Thì các anh đã luồn xong rồi, cắt cáp xong rồi. Bây giờ các anh đã đổ bê tông cho nó bằng phẳng. Bằng phẳng ở trên trụ T17. Rồi sắp tới là ở trụ T18 và trụ T17 thì các anh sẽ gắt dầm Super T qua từ từ, lúc đó là sẽ hợp long với trụ T18 phía bên trong luôn. Từ đây tới sau là sẽ rất là đông vui nhộn nhịp đây. Còn cái phần cáp di văng của những cái bó cáp tiếp theo thì các anh cũng đã để sẵn ở trên mặt cầu rồi. Đây, quý vị khán giả xem đó. Những cái cuộn cáp màu vàng vàng nè, rồi những cái thiết bị về cáp nè, những cái đầu cáp, rồi những cái thiết bị căng kéo cáp đó thì các anh để sẵn ở trên cái chỗ mà cái cẩu màu đỏ đỏ nè, mình thấy trắng trắng đó thì các anh để sẵn. Còn bên đây là những cái màu cái ống cáp mà có cái vỏ bọc màu trắng trắng nè thì các anh cũng để sẵn sàng ở trên mặt cầu hết rồi. Và bây giờ là các anh phải chờ hợp long để tiếp tục làm việc về cái cáp dây văng 14, 15, 16. Càng về sau thì cáp dây văng càng dài và cái số lượng cáp trong mỗi cái bó cáp là càng nhiều hơn. Thì qua tìm hiểu của mình cũng như là đọc những bình luận của các anh để lại trong những video của mình đó, thì bó cáp dây văng số 13 này là dài khoảng 150 m rồi. Rồi cáp 14, 15, 16 là còn dài còn hơn nữa, là khoảng 170, 180 luôn. Còn đây là vị trí của hai cái phần xe đúc ngoài giữa xong. Thì hôm nay thì các anh đã
cơ bản hoàn thành khối dầm K13 và ở ngoài sông đang chuẩn bị trượt xe đúc ra bên ngoài để mà tiếp tục thi công khối dầm K14. Thì có thể là trong vài hôm sắp tới nữa thôi là các anh sẽ trượt xe đúc K14 ra. Vậy thì khi mà trượt ra rồi, hai bên đều trượt K14, vậy thì mỗi bên sẽ còn hai khối dầm nữa tương đương 20m, và hai bên là sẽ 40m, và cộng với cái đốt cái dầm hợp long ở giữa nữa là khoảng 50m đó thôi, là sẽ tiến hành hợp long cái nhịp chính giữa sông, và dự kiến sẽ vào tháng 10 cả nhà ơi. Tháng 10 là sẽ hợp long cái giữa sông, còn ở trong bờ cái hợp long cái nhịp biên á thì khoảng là giữa tháng 8. Đứng ngay cái góc nhìn từ cầu Mỹ Thuận 1 nhìn qua thì ngay tại vị trí này là Vĩnh Long và Tiền Giang rất là gần nhau rồi. Ồ, gần lắm rồi nha. Sáng sớm thì các anh lên công trường làm việc rất là đông. Và phía bên ngoài thì mọi người thấy nè, các anh là lắp những cái ray trượt nè, nằm ngang, nằm dọc. Ồ, bắt đầu là sẽ giữ lại xe đúc đó, rồi chuẩn bị hạ xe đúc và trượt xe đúc ra bên ngoài. Thì cái quá trình trượt xe đúc thì mình cũng đã quay rất là nhiều lần rồi. Từ có dầm K1, K2, K3, rồi K7, K8 rồi này kia thì mình cũng quay rất là nhiều rồi. Thì mọi người chưa biết cái cách trượt xe đúc ra như thế nào thì cả nhà mình có thể là xem lại những cái video trước của mình ha. Thì mọi người cứ bấm là trượt xe đúc cầu Mỹ Thuận 2 Cu Đất TV là sẽ ra những cái video về trượt xe đúc để mọi người xem và hiểu được cái nguyên lý hoạt động, những cái quy trình, những cái quá trình trượt xe ha. Còn đây là bờ của Tiền Giang thì có màu xanh do đơn vị Trung Chính thi công. Thì sáng sớm hôm nay thì các anh cũng đang chuẩn bị lắp những cái ray trượt và tiến hành luồn cáp giữ ứng lực nè, cáp ngang, cáp dọc. Rồi sau đó là đơn vị cáp dây văng sẽ tiến hành căng cáp 13 là một lần nữa. Rồi sau đó là các anh sẽ tiến hành trượt xe đúc ra bên ngoài tiếp tục thi công khối dầm K14. Còn khi mà trượt ra thì các anh sẽ đặt những cái ụ neo cáp 14 vào. Thì những cái ụ neo thì mình thấy là các anh đã chuẩn bị sẵn ở trên mặt cầu rồi, ngay tại vị trí cái dầm K1 nè, cả nhà mình xem là những cái cuộn cáp nè, những cái ụ neo thì các anh đã chuẩn bị rồi, bơm bê tông sẵn sàng. Khi mà trượt xe được 50% thì các anh sẽ lắp những cái ụ neo vào ha. Thì mỗi cái ụ neo này là nặng khoảng 10 mấy tấn, xe đúc thì 250 tấn, rồi cái này là 10 mấy tấn, là hai cục là khoảng hơn 30 tấn. Rồi sau đó là cái số lượng thép khủng khiếp lên, rồi bê tông nữa, nên là xe đúc phải chịu cái trọng lượng phải nói là mấy trăm tấn cả nhà ơi. Còn đây là xà lan của công ty bê tông đường thủy cập bến ở trụ T15 và đang chuẩn bị bơm bê tông, chắc là bơm vào những cái ụ neo cả nhà ơi. Từ khi có xà lan của công ty bê tông đường thủy này, cái chạm số 6 này, thì tiến độ công trình được đẩy nhanh rất là nhiều, rút ngắn cái thời gian thi công. Do là cái trạm trộn bê tông này là trạm trộn bê tông tươi, là bơm trạm mình trộn giữa trực tiếp luôn, là bơm lên liền luôn. Do là cái chất lượng bê tông rất là ok luôn. Thì cái trạm bê tông đường thủy này được cấp bằng độc quyền sáng chế, có tên là trạm bê tông tự hành di chuyển trên đường thủy, rất là linh động, thì có thể là di chuyển được vào những cái con kênh nhỏ, những cái con sông nhỏ, bơm rất là dễ dàng luôn, không cần phải xe bồn rồi chạm trộn cố định, rồi xe bồn di chuyển tới, rồi phải xin đường công vụ, rồi nói chung là tốn nhiều cái chi phí và tốn nhiều thời gian xe cộ này kia nữa, xăng dầu. Còn này là mình trộn tại chỗ luôn, bơm rất là nhanh. Thì một tiếng thì trạm số 6 này có thể là bơm được 180 mét khối bê tông trên giờ. Thấy vậy chứ lại gần to khủng khiếp lắm nha nhà ơi. Còn đây là phần đường dẫn của bờ Tiền Giang, thì cái phần đường dẫn thì các anh đã hoàn thành rồi, cái gói thầu đó là hoàn thành rồi, thì kể dọc phân làng cũng thông xương hết rồi. Thì bây giờ cũng chờ ngày hợp long từ trụ T13 đến trụ T14 ha. Sau này từ 13 đến 14 thì các anh sẽ gác dầm Super T qua từ từ. Những cái khối dầm thì mình thấy là các anh đã để sẵn phía bên dưới cái chỗ mà những cái trụ cầu phía bên dưới rồi, những cái khung màu vàng vàng này thì để sẵn phía bên dưới rồi. Còn ở trong trụ T14 thì các anh cũng đang tiếp tục luồn cáp giữ ứng lực và sẽ chuẩn bị cho cái quá trình hợp long cái nhịp biên trong bờ sắp tới nha.
Ngay tại giữa trụ T14 và 15 thì sẽ còn 1,5 m nữa là sẽ hợp long. Thì các anh đang quyết liệt thi công và đang trong quá trình mà trượt xe đúc ở bên ngoài, cũng giống như ở trụ T17 cả nhà. Thì các anh lại sẽ lắp những cái khung để mà giữ xe đúc lại. Chỗ bắt đầu là sẽ tiếp tục hợp long, rồi bắt đầu là mới tiếp tục cái cấp như băng số 14 ha. Sau một ngày một đêm mà mình không có quay phim thì mình thấy cũng có nhiều sự thay đổi đó các anh ơi. Sáng sớm trời nắng đẹp nên là các anh rất là tranh thủ để mà quyết liệt thi công để mà đảm bảo kịp tiến độ vào cuối năm nay. Thì lúc đó là bà con của mình sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, về Cần Thơ, Vĩnh Long, những cái tỉnh khác này sẽ nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn ha, rút ngắn cái thời gian đi lại. Thì bình thường là mọi người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ là khoảng 4-5 tiếng, mà sau này thì cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành sẽ kết nối với cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và Trung Lương Mỹ Thuận đó, lúc đó là sẽ di chuyển được nhanh chóng hơn, thay vì đi 4-5 tiếng thì bây giờ là còn khoảng 2-2,5 tiếng là tới Cần Thơ luôn. Những ngày lễ ngày Tết thì sẽ đỡ kẹt xe hơn cả nhà, đi sẽ đỡ mệt hơn ha. Rồi, đó là những cái tiến độ mới nhất vào sáng ngày hôm nay, thì cũng cập nhật nhanh cho cả nhà mình biết những cái thông tin như vậy ha. Cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay nha. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và đón xem những cái video tiếp theo của mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống cái phần đường dẫn xem hôm nay phía đường dẫn thì anh đã thi công như thế nào rồi. Nếu mà có gì mới thì mình sẽ tiếp tục quay cho cả nhà mình xem ha, những cái tiến độ mới nhất nha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Rồi, đây là cầu Mỹ Thuận 1 nè. Sáng sớm nhìn rất là đẹp. Nay là trời trong xanh ha, ít gió nữa.